Chào các bạn, chào mừng đến với kênh Kỳ Án Z. Câu chuyện hôm nay tôi mang đến có đôi chút khác so với những câu chuyện các bạn nghe trước đó. Nó không phải ân oán giữa những băng đảng, không phải âm mưu hãm hại lẫn nhau, mà câu chuyện này lần này chỉ đơn giản xuất phát từ nghi ngờ, ghen tuông và thói quen bạo lực dẫn đến bi kịch của một gia đình. Như thường lệ, mọi người đăng ký kênh và like video, để lại bình luận góc nhìn mọi người về vụ án. Chúng ta bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. Trong những năm 1980, một số phụ nữ đại lục vì muốn tìm kiếm cuộc sống tốt hơn đã quyết định lấy chồng ở Hong Kong. Lý do là bởi vào thời điểm đó, mức lương hàng tháng của một công nhân ở đại lục chỉ khoảng hơn 364.000 đồng, trong khi 1,5 triệu đã được xem là mức thu nhập cao. Trong khi đó, vào năm 1990, thu nhập bình quân ở Hong Kong dao động từ 25 đến 48 triệu đồng, và con số có thể cao hơn. Ngay cả những công nhân có thu nhập thấp nhất cũng kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng, một con số mà đối với người đại lục lúc bấy giờ thật không thể tưởng tượng. Chính vì vậy, nhiều người quyết định vượt biên sang Hong Kong làm việc, còn một số khác, đa phần phụ nữ trẻ tuổi lại chọn kết hôn để được đến Hong Kong. Tuy nhiên, với những người nhập cư mới từ đại lục này, việc hòa nhập với cuộc sống ở Hong Kong không hề dễ dàng. Nhiều người chỉ kết hôn để được đến Hong Kong mà không hề hiểu biết sâu về người chồng của mình. Sau khi kết hôn, họ nhận ra cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn vì không thấu hiểu cho nhau, thậm chí còn dẫn đến kết cục thảm khốc. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn về một vụ án xảy ra giữa một cặp vợ chồng Trung Hồng. Người vợ mang theo hai cô con gái đến Hong Kong đoàn tụ với chồng, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một thảm kịch diệt môn cả gia đình. Vụ án này sau đó đã được đạo diễn Hứa An Hoa chuyển thể thành bộ phim Thiên Thủy Vi Dạ Nang do Nhẫm Đạt Hoa và Trương Tĩnh Sơ đóng chính. Vậy trong cuộc hôn nhân giữa cặp vợ chồng Trung Hồng này đã xảy ra những mâu thuẫn gì khiến cho cuộc hôn nhân đi vào bế tắc không thể cứu vãn? Hôm nay, chúng ta hãy cùng tái hiện vụ án Thiên Thủy Vi diệt môn thảm khốc này. Nam nhân vật chính vụ án tên là Lý Bách Sơn, 38 tuổi, người đã vượt biên sang Hong Kong vào những năm 1980 để làm nghề sửa chữa nhà cửa. Trong giai đoạn đó, chỉ cần đến Hong Kong là có thể nhận được thẻ căn cước Hong Kong. Theo thống kê, từ năm 1950 đến 1980, có tổng cộng 566.000 người đại lục đã vượt biên sang Hong Kong và Lý Bách Sơn là một trong số đó. Và nữ nhân vật chính trong vụ án tên là Kim Thục Anh, người Tứ Xuyên. Kim Thục Anh có trình độ văn hóa hạn chế, tính cách hiền lành. Năm 1993, cô đi xuống Nam Quảng để làm công, kiếm tiền giống như hàng ngàn nhân công trai khác. Năm 1994, nhờ người quen giới thiệu, Kim Thục Anh quen biết Lý Bách Sơn, người thường đi chơi thẩm quyến. Kim Thục Anh nhỏ hơn Lý Bách Sơn 13 tuổi, hai người sau khi quen biết thì nói chuyện rất hợp. Trong những lần hẹn hò đầu tiên, Lý Bách Sơn tỏ ra mình là người có tiền, không chỉ đưa Kim Thục Anh đến những nhà hàng nổi tiếng sang trọng, còn tặng cho cô rất nhiều quá. Hành động này đã khiến trái tim thiếu nữ của cô rung động. Kim Thục Anh cảm thấy khá thích Lý Bách Sơn, tuy anh ta không có ngoại hình nổi bật và trẻ trung, nhưng lại khéo léo trong việc ứng xử và không bao giờ để người đối diện khó chịu. Đó là điều mà Kim Thục Anh rất ít khi gặp ở những người cùng tuổi, đặc biệt là sau khi biết anh ta là người Hong Kong có điều kiện và việc làm ổn định. Kim Thục Anh quyết định bắt lấy cơ hội thay đổi số phận của mình thông qua hôn nhân. Qua 3 tháng tìm hiểu ngắn ngủi, hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ và đăng ký kết hôn vào năm 1994 tại Tứ Xuyên. Sau khi kết hôn, Kim Thục Anh vẫn ở lại Tứ Xuyên và tiếp tục công việc hiện tại. Lý Bách Sơn một mình quay về Hong Kong làm việc. Những ngày phép anh ta thường về Tứ Xuyên thăm vợ. Trong 2 năm xa cách, Kim Thục Anh liên tiếp sinh cho Lý Bách Sơn hai cô con gái. Do chưa có giấy phép định cư một chiều để đến Hong Kong, cô đành cùng sống cùng hai cô con gái tại Tứ Xuyên và chờ đợi. Giấy phép định cư một chiều này có nghĩa là khi được nhận giấy thông hành sang Hong Kong, cô sẽ bị hủy tư cách cư dân đại lục. Trước đó, Kim Thục Anh từng nghe được vài câu chuyện về các cặp đôi kết hôn, vì để đổi đời kể lại, cuộc sống hôn nhân không được màu hồng như các câu chuyện được truyền miệng. Dù thế, Kim Thục Anh không tin bản thân sẽ gặp phải loại trường hợp tương tự và từng ngày chờ đợi có giấy phép định cư một chiều. Do số lượng giấy phép được cấp mỗi năm rất giới hạn, Kim Thục Anh không thể nhận được giấy phép một chiều, nên Lý Bách Sơn đành phải trở lại Hong Kong làm việc và thỉnh thoảng về Tứ Xuyên thăm vợ con. Kim Thục Anh luôn mơ ước sớm nhận được giấy phép để cả gia đình đoàn tụ và sống hạnh phúc tại Hong Kong. Tuy nhiên, đời không như mơ. Cuối năm 2002, Lý Bách Sơn bị tai nạn giao thông làm chân phải bị thương và phải cài đặt thép. Do di chuyển không tiện, Lý Bách Sơn mất việc làm và phải sống dựa vào khoản trợ cấp 4 triệu đồng mỗi tháng của chính phủ. Đối diện với khó khăn, anh ta hy vọng vợ con có thể nhanh chóng sang Hong Kong, không phải cần người thân ở bên an ủi hay chăm sóc, mà như vậy anh ta có thể xin được nhiều trợ cấp hơn. Để tiện cho việc xin giấy phép một chiều của vợ, năm 2003, Lý Bách Sơn mang hai cô con gái sang Hong Kong và khai gian hai cô bé là chị em sinh đôi. Như vậy, anh ta thành công nhận được căn nhà do chính phủ phân phát tại Thiên Thủy Vi, Thiên Vận Thôn, và hai cô con gái có thể nhận trợ cấp 6 triệu đồng mỗi tháng từ chính phủ, cũng như các chi phí liên quan đến mầm non. Tháng 1 năm 2004, Kim Thục Anh cuối cùng nhận được giấy phép một chiều, sang Hồng Kông đoàn tụ với chồng và hai con gái. Gia đình cả 4 người chuyển đến căn hộ Thiên Thủy Vi, Thiên Hoành Thôn chính là hiện trường vụ án sau này. Thiên Thủy Vi là khu vực mà 80% nhà ở do chính phủ xây dựng. Phần lớn người sống ở đây đều thuộc tầng lớp thấp trong xã hội và phải dựa vào trợ cấp của chính phủ để sinh sống. Kim Thục Anh tưởng rằng từ đây mình có thể bắt đầu cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhanh chóng phát hiện ác mộng của cô mới chỉ bắt đầu. Khi Kim Thục Anh đến Hồng Kông, Lý Bách Sơn lập tức giúp cô xin trợ cấp. Tuy nhiên do Kim Thục Anh vẫn còn là người nhập cư mới, chưa đủ điều kiện để xin trợ cấp. Chính phủ nhận định mẹ có thể giúp chăm sóc con cái, do đó Lý Bách Sơn có thể toàn tâm làm việc và từ đó giảm bớt trợ cấp cho anh ta. Kết quả này khiến Lý Bách Sơn cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh ta bắt đầu oán hận sự xuất hiện của vợ mình, cho rằng cô là nguyên nhân khiến trợ cấp bị giảm và do đó thường xuyên nhục mạ cô. Kim Thục Anh cũng chỉ sau khi sang Hồng Kông mới biết chồng mình đã thất nghiệp hơn 1 năm, tính tình trở nên nóng nảy, thường xuyên nổi giận vì những chuyện nhỏ. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng nam tôn nữ ti, Kim Thục Anh luôn nhịn nhục chồng, không dám phản kháng. Khi biết khoản trợ cấp không đủ để duy trì cuộc sống của gia đình 4 người, Kim Thục Anh quyết định tìm việc làm. Rất nhanh chóng, cô tìm được một công việc phục vụ, nhưng chỉ làm được 1 tuần Lý Bách Sơn đã biết cô âm thầm tìm việc làm bên ngoài. Lý Bách Sơn vô cùng tức giận, cho rằng việc này sẽ tiếp tục khiến khoản trợ cấp bị giảm, nên anh ta không cho cô đi làm, thậm chí còn nghi ngờ cô có quan hệ không đúng đắn với người đàn ông khác trong thời gian làm việc và bắt đầu mắng chửi cô mỗi ngày. Những lần đầu tiên, Kim Thục Anh đã cố gắng nhẫn nhịn chỉ vì không muốn gia đình bất hòa, nhưng Lý Bách Sơn được nước lấn tới, anh ta không chỉ mắng cô còn âm thầm theo dõi Kim Thục Anh. Sau khi bị cô phát hiện, Lý Bách Sơn giải thích vì mình lo lắng vợ sẽ rời bỏ anh ta khi gặp được người có tiền hơn ở Hồng Kông, nên không chỉ nhục mạ mà còn đánh đập Kim Thục Anh. Mặc dù lời giải thích của Lý Bách Sơn rất hợp lý, nhưng Kim Thục Anh vẫn nghi ngờ anh ta còn điều gì đó đang giấu mình. Không để suy nghĩ ấy ảnh hưởng tới công việc, Kim Thục Anh chăm chỉ làm phục vụ, mỗi ngày kiếm được 500.000 đồng. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đủ để mua thức ăn cho cả gia đình. Mọi hiểu lầm cũng từ đây mà ra. Tháng 3 năm 2004, một đồng nghiệp trong cửa tiệm Kim Thục Anh đang làm kết hôn. Vì mối quan hệ thân thiết, cô đã được người bạn đó mời tham dự lễ cưới. Kim Thục Anh dự định từ chối vì cô không có quá nhiều tiền để làm quà mừng, nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa cả hai và cô bạn kia luôn giúp đỡ Kim Thục Anh, cô lén mang vòng tay Lý Bách Sơn tặng đi cầm và tự hứa sẽ chuộc lại nó vào tháng sau. Kim Thục Anh không thông báo cho Lý Bách Sơn địa chỉ tổ chức lễ cưới, cô chỉ bảo qua loa sẽ về muộn rồi ngắt máy. Lý Bách Sơn định cho qua chuyện này, nhưng anh ta tình cờ nhận ra chiếc vòng tay mình tặng Kim Thục Anh trước đó đã biến mất. Anh ta tìm khắp nhà vẫn không thấy đâu, nghĩ rằng Kim Thục Anh đã mang nó đi dự lễ cưới. Lý Bách Sơn cố tình đứng bên ngoài chờ Kim Thục Anh về nhà. Chỉ nửa giờ sau, Kim Thục Anh được một người đàn ông khác đưa về nhà, thậm chí cô còn nói cười vui vẻ với người đó. Lý Bách Sơn siết chặt nắm đấm, gió đêm thổi qua khiến anh ta rùng mình. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính bên ngoài, Lý Bách Sơn tiến tới. Không cần hỏi gì anh ta đã mắng chửi Kim Thục Anh và người đàn ông kia thậm tệ. Người đàn ông đó là đồng nghiệp của Kim Thục Anh, nhỏ hơn cô 1 tuổi, hai người khá ăn ý trong công việc và lời nói nên nhanh chóng thân thiết và coi nhau như chị em. Lý Bách Sơn lại không tin lời giải thích đó và nghĩ rằng Kim Thục Anh có tình cảm với người kia. Ngay lập tức, Lý Bách Sơn lao vào đánh người kia, nhưng anh ta không phải đối thủ của người đàn ông trẻ, ngã nhào xuống đường khiến tay và mặt anh ta chảy xước. Kim Thục Anh vội vã xin lỗi đồng nghiệp và đỡ Lý Bách Sơn đứng dậy. Mất mặt trở về, Lý Bách Sơn chưa hết nghi ngờ Kim Thục Anh, chất vấn cô hàng trăm lần, cho đến khi Kim Thục Anh trả lời, Lý Bách Sơn lại quay ra không tin. Không chỉ lời nói trở nên cay nghiệt mà hành vi bạo hành gia đình của Lý Bách Sơn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần có chuyện không vừa ý là anh ta sẽ hành hạ với vợ. Đôi khi giữa đêm, Lý Bách Sơn cưỡng bức Kim Thục Anh phải quan hệ thân mật với mình. Nếu cô từ chối, anh ta sẽ không cho cô ngủ, đánh đập và bắt cô phải ngồi trên ghế suốt đêm. Khi Kim Thục Anh quá mệt mỏi và ngủ gục dưới sàn nhà, Lý Bách Sơn dùng nước lạnh tạt vào cô. Có khi anh ta còn đuổi cả vợ và 2 con gái ra ngoài hành lang để họ phải ngủ ngoài đó. Kim Thục Anh không thể chịu đựng cuộc sống này mãi được. Trong một lần Lý Bách Sơn tra hỏi cô về việc tại sao lại về trễ, Kim Thục Anh dùng hết can đảm hét vào mặt anh ta rằng: "Tôi là con người, tôi cần được tôn trọng và tự do. Anh có thể ngừng ghen tuông mù quáng nữa hay không?" Lúc ấy, mặt Lý Bách Sơn cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn cô. Kim Thục Anh cũng nhìn anh ta, thầm nghĩ có lẽ những lời kia đã làm Lý Bách Sơn tỉnh ngộ, nhưng không, cô đã lầm. Lý Bách Sơn nở nụ cười quỷ dị, anh ta đi vào nhà bếp, cầm con dao chuyên để chặt xương bước ra, chĩa về phía Kim Thục Anh hăm dọa: "Nếu cô không nghe lời tôi và còn gặp mặt tên đó nữa, cẩn thận tôi giết cô đấy." Kim Thục Anh sợ hãi bỏ chạy, nhưng Lý Bách Sơn nhanh chân hơn chặn cô ngay trước cửa không cho cô rời khỏi nhà. Kim Thục Anh mới đến Hồng Kông chưa đầy 1 tháng, nhưng mơ ước tốt đẹp về cuộc sống ở Hồng Kông đã hoàn toàn tan vỡ. Lý Bách không những thường xuyên hành hạ cô, còn nhiều lần đe dọa sẽ giết cô. Trong một lần anh ta uống say về nhà, vừa thấy Kim Thục Anh đã bước tới chuẩn bị đánh cô. May mắn lúc đó Lý Bách Sơn đã say, cô có thể tránh được bèn lén ra ngoài tìm người giúp đỡ. Hàng xóm Kim Thục Anh nhìn gương mặt bầm tím và các vết thương trên người cô, tức tốc đưa Kim Thục Anh đến bệnh viện và gọi báo cảnh sát, nhưng Kim Thục Anh đã ngăn cản. Cô lo sợ sau khi tỉnh dậy, Lý Bách Sơn sẽ đi tìm mình, không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nên cô đã không đến bệnh viện. Nghe thấy lời nói của cô, hàng xóm đành chấp nhận bôi thuốc, giúp Kim Thục Anh băng bó vết thương rồi trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, chẳng biết Lý Bách Sơn nghe được từ đâu, sang nhà người đã giúp Kim Thục Anh tối hôm qua, mắng họ là đồ bao đồng và đe dọa sẽ cho họ một bài học. Gia đình người hàng xóm kia không muốn gây rắc rối, nên từ đó về sau không còn giúp đỡ Kim Thục Anh nữa. Vì không còn ai giúp đỡ, Kim Thục Anh không còn chỗ nào để đi và cô chỉ có thể chịu đựng Lý Bách Sơn từng ngày. Có lúc cô từng phản kháng lại anh ta, nhưng con người Lý Bách Sơn đáng sợ hơn cô biết. Anh ta không chỉ đánh và mắng cô. Một ngày kia Lý Bách Sơn đột ngột mua 2 con dao rồi nói lần cuối cùng có một bữa tối ngon, khiến Kim Thục Anh lo lắng anh ta sẽ gây hại cho 2 cô con gái. Vì vậy cô quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngày 9 tháng 2 năm 2004, Kim Thục Anh đã đến Sở Phúc Lợi Xã Hội gần nhà tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhân viên xã hội khuyên cô báo cảnh sát, nên cô đã đến đồn cảnh sát Thiên Thủy Vi để báo án. Tuy nhiên, qua lời khai và vết thương trên người Kim Thục Anh, cảnh sát coi đây là một vụ xung đột gia đình thông thường và sau đó sắp xếp để Kim Thục Anh và chồng cô là Lý Bách Sơn đối chất. Kim Thục Anh vì sợ bị bạo hành nghiêm trọng hơn sau khi trở về nhà, nên không dám nói ra sự thật. Trong khi đó, Lý Bách Sơn trước mặt cảnh sát lại tỏ ra rất tử tế, rơi nước mắt cầu xin sự tha thứ, khiến cảnh sát tin rằng anh ta sẽ không làm hại vợ con và không tiến hành điều tra sâu hơn. Sau khi trở về nhà, Lý Bách Sơn cảm thấy vô cùng giận dữ vì việc Kim Thục Anh báo cảnh sát. Anh ta bắt đầu nghĩ ra chục cách hành hạ cô. Lý Bách Sơn xé nát quần áo của cô, cầm kéo cắt tóc để cô không thể ra ngoài gặp ai. Mặc dù Kim Thục Anh la hét cầu xin chồng dừng lại, nhưng Lý Bách Sơn không quan tâm và tiếp tục hành vi tàn bạo. Sau đó, hành vi bạo hành của Lý Bách Sơn trở nên ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Kim Thục Anh cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng, chỉ có thể nghe theo mọi yêu cầu của chồng. 10 ngày sau, tức ngày 19 tháng 2, Kim Thục Anh và 2 con gái lại bị đuổi ra khỏi nhà và phải ngủ ngoài hành lang. Một hàng xóm khác của họ rất thương cảm và ngày hôm sau đã dẫn Kim Thục Anh đến Sở Phúc Lợi Xã Hội để tìm sự giúp đỡ. Nhân viên xã hội đã sắp xếp cho 3 mẹ con vào ở trong trung tâm bảo trợ. Khi Lý Bách Sơn trở về nhà và không thấy vợ con, anh ta cho rằng vợ mình đã bỏ trốn với người đàn ông khác. Anh ta bắt đầu đi tìm kiếm họ điên cuồng và khi biết 3 mẹ con đang ở trong trung tâm bảo trợ, anh ta quyết định kiện nhân viên xã hội vì tự ý đưa họ đi, cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến khoản trợ cấp của anh ta. Sau đó, Lý Bách Sơn liên tục gọi điện cho vợ yêu cầu cô quay về nhà. Vậy nhưng Kim Thục Anh đã tắt điện thoại và không đồng ý quay trở về. Cho đến ngày 23 tháng 2, Kim Thục Anh đã ở trong trung tâm bảo trợ được 4 ngày và bắt đầu mùi lòng. Cô lo lắng chồng không thể tự chăm sóc bản thân và các con cần đến trường nên đã mở máy và nhận cuộc gọi của chồng. Lý Bách Sơn liên tục xin lỗi cô và hứa sẽ không đánh cô nữa. Anh ta nói sẽ thay đổi khi Kim Thục Anh về. Tin tưởng vào những lời hứa đó, Kim Thục Anh đồng ý quay về nhà vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Kim Thục Anh cảm ơn sự giúp đỡ của nhân viên xã hội và đưa 2 con gái trở về nhà với hy vọng chồng đã thật sự hối cải. Những ngày đầu tiên sau khi Kim Thục Anh trở về, Lý Bách Sơn tỏ ra hòa nhã và tử tế với cô. Điều này khiến chút nghi ngờ trong lòng Kim Thục Anh tan biến và vui vẻ tiếp tục cuộc sống cùng anh ta. Nhưng hy vọng của cô nhanh chóng bị hiện thực đập tan. Vài ngày sau, nhân viên xã hội tiến hành một lần thăm nhà. Kim Thục Anh thẳng thắn chia sẻ rằng cô lo lắng chồng sẽ làm hại mình vì 2 ngày gần đây, anh ta thường nói những câu như lần cuối cùng có bữa tối ngon. Tuy nhiên, 2 nữ nhân viên xã hội cho rằng lo lắng của Kim Thục Anh là dư thừa, không có nguy hiểm thực sự tồn tại. Kim Thục Anh cũng bày tỏ rằng cô tin chồng không có ý định làm hại mình. Sự việc đến đây tưởng chừng đã kết thúc. Tuy nhiên, sau khi nhân viên xã hội rời đi, Lý Bách Sơn lại tiếp tục bộc lộ bản chất thật. Hành vi bạo hành với Kim Thục Anh không ngừng gia tăng. Kim Thục Anh cảm thấy cực kỳ bất lực và tuyệt vọng. Cô nhận ra rằng quyết định rời khỏi trung tâm bảo trợ để trở về nhà là một sai lầm. Vào ngày 28 tháng 2, cô một lần nữa gọi điện cho Sở Phúc Lợi Xã Hội, run rẩy thông báo rằng Lý Bách Sơn muốn dùng dao giết cô và 2 con. Nhân viên xã hội ngay lập tức sắp xếp cho 3 mẹ con quay trở lại trung tâm bảo trợ và liên hệ với cảnh sát và trường học của các con để bàn về phương án xử lý. Tuy nhiên, do các bên đều bận rộn, cuộc họp bị hoãn đến ngày 5 tháng 3. Không ngờ rằng kết quả của cuộc họp là Lý Bách Sơn không có ý định bạo hành gia đình. Những lời đe dọa chỉ là câu nói trong lúc tức giận. Đối diện với kết quả này, Kim Thục Anh dường như đã thấy được kết cục của mình. Sau cuộc họp, nhân viên xã hội sắp xếp cho Kim Thục Anh và Lý Bách Sơn gặp nhau, hy vọng họ có thể hòa giải và giải quyết vấn đề. Ngày hôm đó, Lý Bách Sơn nói dối rằng họ cãi nhau là do khó khăn kinh tế và hứa sẽ xử lý xung đột một cách bình tĩnh hơn, cam kết sẽ không đe dọa vợ nữa và yêu cầu Kim Thục Anh trở về nhà. Dưới sự giám sát của nhân viên xã hội, Kim Thục Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lý Bách Sơn lại tiếp tục bộc lộ bản chất thật và hành vi bạo hành với Kim Thục Anh không ngừng gia tăng. Lý Bách Sơn thậm chí còn công khai nói với hàng xóm rằng tôi muốn mua đồ ngon cho cô ta ăn, nuôi cho mập, Đến lúc đó tôi sẽ lên kế hoạch cho một vụ án chấn động cả Hồng Kông. Mọi người chờ xem. Câu nói này khiến hàng xóm lo ngại và xem anh ta như bệnh nhân tâm thần. Họ từng nhiều lần nhắc nhở Kim Thục Anh về những lời chồng cô nói vì lo sợ anh ta sẽ làm chuyện đáng sợ nào đó trong lúc mất kiểm soát. Kim Thục Anh nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lý Bách Sơn. Cô cho rằng không ai có thể giúp mình và trong lòng nảy sinh ý định ly hôn với Lý Bách Sơn rồi đưa hai con gái trở về Tứ Xuyên sinh sống. Có lẽ cô nghĩ đó là con đường duy nhất cho mình. Kim Thục Anh đã gọi điện cho cha mẹ ở Tứ Xuyên, nhưng không ngờ rằng lời của mẹ lại khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ cô không an ủi mà còn nói, ở quê chúng ta, làm gì có người đàn ông nào không đánh vợ, con lấy được chồng tốt, con được gà sang Hồng Kông, phải nhịn, không được ly hôn. Một tháng sau, vào ngày 9 tháng 4, Kim Thục Anh lại bị Lý Bách Sơn đánh đập, toàn thân đầy vết thương. Để bảo vệ tính mạng, Kim Thục Anh chỉ còn cách báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, Lý Bách Sơn đã dừng tay và dọn dẹp sạch mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Cảnh sát thấy Kim Thục Anh ngồi co ro trên sàn, khóc không ngừng, bàn chân bị mảnh thủy tinh cắt trúng. Cảnh sát giao hai con gái cho hàng xóm chăm sóc, sau đó đưa vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra thương tích và tiến hành hỏi cung riêng. Kim Thục Anh nói với cảnh sát rằng chồng cô đã đánh vào đầu và mặt cô, đẩy mạnh khiến cô va vào cửa gỗ và bị thương ở vai trái. Trong lúc đó, cô dẫm phải mảnh ly vỡ. Để trốn khỏi sự tấn công của chồng, Kim Thục Anh đã lợi dụng lúc chồng đang bị cảnh sát hỏi cung để trốn đến trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 4, Kim Thục Anh nhận được cuộc gọi từ Lý Bách Sơn, đe dọa rằng nếu cô không quay về thì sẽ không còn được gặp hai con nữa. Lo lắng cho sự an toàn của con, Kim Thục Anh lập tức đến đồn cảnh sát Thiên Thủy Vi để cầu cứu, hy vọng cảnh sát có thể cử người đi cùng cô về nhà để cứu con. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, cảnh sát cho rằng các báo cáo trước đó chỉ là những mâu thuẫn gia đình vụn vặt, không có nguy hiểm đe dọa, nên từ chối yêu cầu của cô. Kim Thục Anh không còn cách nào khác, nhưng vì lo lắng cho hai con, cô đành một mình quay về nhà với hy vọng có thể đưa các con đi. Khi về đến nhà, cô thấy Lý Bách Sơn đang cầm con dao làm bếp. Để không làm anh ta kích động, cô nghe theo mọi lời chỉ dẫn của Lý Bách Sơn. Từ khi ba mẹ con Kim Thục Anh đến Hong Kong, cuộc sống của anh ta luôn khó khăn và mọi chuyện xảy ra không được như ý mình. Điều đó khiến anh ta vô cùng tức giận và cho rằng tất cả xui xẻo đó đều do Kim Thục Anh đem tới. Trong khi anh ta khó khăn thì Kim Thục Anh sống rất tốt. Đã thế anh ta còn nhìn thấy cô có mối quan hệ thân thiết bên ngoài càng làm anh ta tức giận. Liên tiếp gặp thất bại và tự ti với bản thân, khiến anh dần trở nên cay nghiệt và oán hận Kim Thục Anh. Lý Bách Sơn lao vào Kim Thục Anh với cơn giận dữ bùng phát. Ánh đèn phòng khách yếu ớt chiếu lên gương mặt méo mó của anh ta, khiến đôi mắt anh lóe lên sự cuồng nộ. Anh vung tay tát mạnh vào mặt Thục Anh, khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn. Dường như đó chưa thỏa mãn cơn điên cuồng, anh ta rút cây gậy đánh bóng từ trong tủ ra, đập mạnh lên người Kim Thục Anh, vừa đánh vừa nguyền rủa cô mau chết đi. Kim Thục Anh lúc này không còn sức lực phản kháng nữa, cô nằm bẹp trên sàn nhà phát ra âm thanh đau đớn, rồi ngất lịm lúc nào không hay. Tiếng khóc thét của hai đứa con vang lên từ phòng bên khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Trong cơn tức giận, Lý Bách Sơn đã đi vào phòng quát mắng hai đứa trẻ, nhưng tiếng quát của anh ta vừa dứt bọn trẻ đã khóc ầm lên vì chúng rất sợ anh ta. Tiếng khóc ré lên càng khiến tâm trạng Lý Bách Sơn thêm tệ. Anh ta không nói hai lời, kéo con gái ra ngoài phòng khách, dự định sẽ dạy dỗ bọn chúng. Hai con nhìn thấy Kim Thục Anh nằm bất động thì lo lắng tiến tới gần mẹ mình lai cô dậy. Kim Thục Anh dần mở mắt, nhìn thấy hai con vẫn bình an vô sự. Kim Thục Anh mừng thầm trong lòng. Cô cố đứng dậy, bảo vệ hai đứa trẻ ở sau lưng. Giọng nói yếu ớt cất lên. Anh muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cầu xin anh tha hai đứa nhỏ. Bọn nó cũng là con của anh. Lý Bách Sơn không quan tâm tới chuyện đó. Anh ta cười khẩy, vung gậy đập vỡ tivi. Kim Thục Anh sợ hãi, tay với lấy con dao đặt trên bàn bếp gần đó, nắm chắc trong tay run rẩy. Cô hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi và tức giận. Đừng làm hại con tôi. Nếu anh không buông tha nó, tôi sẽ không để yên đâu. Thục Anh giơ cao con dao, ánh kim loại loé sáng trong ánh đèn mờ, như một lời cảnh cáo. Lý Bách Sơn nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi lùi lại, thở hổn hển như kìm nén cơn giận. Anh ta hất hàm, bước ra khỏi nhà với vẻ bực tức. Kim Thục Anh lập tức ôm chầm lấy hai con. Sau khi kiểm tra trên người bọn trẻ không có vết thương nào, cô chạy vào phòng lấy vài bộ quần áo. Nhưng khi cô quay lại phòng khách, trái tim cô như ngừng đập. Lý Bách Sơn vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Trên tay anh ta cũng đã cầm một con dao sắc nhọn. Không để tao yên à? Được thôi, có giỏi thì mày làm tao xem thử. Lý Bách Sơn nói bằng giọng thách thức. Kim Thục Anh đứng đó, cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi lại bao trùm khắp cơ thể. Thục Anh siết chặt con dao trong tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh đừng làm bậy, nếu giết người anh sẽ phải đi tù đấy. Chúng ta có thể nói chuyện, anh đừng làm con sợ hãi. Nhưng Lý Bách Sơn chỉ nhếch môi. Anh ta nhìn chằm chằm vào vali phía sau cô, tức thì cơn phẫn nộ trong anh ta như một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội. Anh ta gào lên, mày muốn bỏ trốn có phải không? Lý Bách Sơn lao tới tát mạnh vào mặt Kim Thục Anh khiến cô ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn. Con gái lớn của cô đứng ra bảo vệ mẹ, Lý Bách Sơn kéo cô bé đứng dậy, đẩy mạnh cô về sau. Cô bé mất thăng và ngã vào mặt bàn thủy tinh, âm thanh vỡ nát vang lên. Kim Thục Anh và Lý Bách Sơn cùng quay đầu nhìn, phát hiện đầu con gái chảy rất nhiều máu. Cô bé đã bất tỉnh. Kim Thục Anh tiến đến kiểm tra, phát hiện cô bé đã ngưng thở, da nhợt nhạt. Ngay lập tức, Kim Thục Anh muốn đưa con tới bệnh viện với hy vọng sẽ cứu sống cô bé, nhưng điều đó là không thể nào. Lý Bách Sơn dọa nạt, chỉ cần cô bước ra cửa, anh ta sẽ xử lý đứa con còn lại khiến Kim Thục Anh chùn bước. Cuối cùng, Kim Thục Anh không rời khỏi nhà nữa. Cô xin Lý Bách Sơn thả con gái mình ra vì tin anh ta không nỡ làm hại con bé. Nhưng Kim Thục Anh đã nghĩ quá đơn giản. Cô không ngờ rằng Lý Bách Sơn đột nhiên trở nên kích động. Anh ta vùng dao loạn xạ. Kim Thục Anh vì bảo vệ con mà đứng chắn trước mặt con. Mặt cô cắt không còn giọt máu, tay run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa. Giọng nói khẩn thiết cầu xin Lý Bách Sơn dừng tay. Cô càng nói, Lý Bách Sơn càng trở nên hung tợn. Anh ta tiến lên phía trước, vùng dao chém. Kim Thục Anh ôm chặt con gái, lưng chí chít vết thương, máu tuôn ra ướt đẫm bộ quần áo. Kim Thục Anh mất tại chỗ vì bị đâm nhiều. Sau khi giết chết ba mẹ con, Lý Bách Sơn không hề hoảng loạn, anh ta còn bình tĩnh vào nhà tắm rửa sạch máu trên người, vứt bộ quần áo khi gây án vào thùng rác và thay một bộ đồ sạch sẽ hơn. Sau đó bình tĩnh tìm cách đổ tội cho Kim Thục Anh. Anh ta quyết định tự đâm vào bụng mình, cố gắng tạo ra hiện trường giả mình và vợ xô sát. Trong khi nóng giận mình bị vợ tấn công trong lúc anh ta đang cố gắng bảo vệ hai con, thì Kim Thục Anh lao đến và đâm chết hai con. Sau đó là anh ta gọi điện báo cảnh sát vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, nói rằng sau khi vợ cầm dao tấn công anh ta, cô đã tự kết thúc mạng sống mình. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện ba mẹ con đã tử vong. Trong phòng ngủ, họ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của một người đàn ông. Khi vào phòng, họ thấy Lý Bách Sơn nằm trên sàn, ý thức đã mơ hồ, bên cạnh là con dao dính máu, vùng bụng bị nhuộm màu đỏ. Cảnh sát lập tức đưa Lý Bách Sơn đi bệnh viện. Khi tỉnh táo lại, Lý Bách Sơn nói với cảnh sát rằng Kim Thục Anh định bỏ nhà đi. Anh ta phản đối và đã khẩn thiết cầu xin cô ở lại. Dù vậy, Kim Thục Anh vẫn quyết định rời đi. Cô nói mình đã tìm được người đàn ông khác có tiền hơn anh ta và rất nhanh thôi sẽ nộp đơn phương gửi đơn xin ly hôn lên tòa án. Vì để giữ gìn hạnh phúc gia đình, Lý Bách Sơn cho Kim Thục Anh toàn bộ số tiền mình có. Sau khi anh ta vào phòng ngủ và lấy tiền quay trở ra thì Kim Thục Anh đã cầm dao và tấn công ba người. Kim Thục Anh đứng cạnh thi thể hai con, đôi mắt hung tợn sắc bén. Cô vùng dao, hét lên rằng chết đi đồ đàn ông nghèo nàn, vô tích sự. Lý Bách Sơn kể lại, lúc đó quá hoảng sợ nên anh ta chạy vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì Kim Thục Anh đã lao tới tấn công anh ta. Trong lúc chống trả, anh ta vô tình đẩy ngã Kim Thục Anh khiến cô ta tức giận. Ban đầu, cảnh sát tin vào lời của Lý Bách Sơn và coi Kim Thục Anh là nghi phạm. Tuy nhiên, khi báo cáo pháp y được đưa ra, hướng điều tra đã hoàn toàn thay đổi. Theo báo cáo pháp y, thời gian tử vong của ba mẹ con Kim Thục Anh là vào khoảng 3 giờ chiều. Trong khi đó, Lý Bách Sơn gọi báo cảnh sát lúc 6 giờ rưỡi và cảnh sát đến hiện trường lúc 7 giờ tối. Lúc đó Lý Bách Sơn vẫn còn tỉnh táo. Không có chuyện một người bị tấn công có thể sống sót và tỉnh táo hơn cả hàng giờ. Ngoài ra, cảnh sát kết luận rằng vết thương của Lý Bách Sơn được gây ra trong khoảng 1 giờ trước khi anh ta được đưa đi bệnh viện. Và theo miệng vết thương, hương ni của mũi dao không giống như người khác tấn công mà giống tự đâm hơn. Vì vậy kết luận vết thương trên bụng Lý Bách Sơn không thể do Kim Thục Anh gây ra. Thêm vào đó, Kim Thục Anh mang tất trắng. Nếu cô là hung thủ, tất của cô không thể không bị dính máu trong quá trình gây án. Ngoài ra, theo lời khai của Lý Bách Sơn, Kim Thục Anh đã giết hai con gái rồi mới đâm anh ta. Tuy nhiên, khi kiểm tra vết thương, pháp y nhận thấy ngoài 3 vết đâm ở bụng, Lý Bách Sơn không có bất kỳ vết thương nào khác trên cơ thể, quần áo cũng không bị rách. Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, không hề có dấu hiệu tự vệ. Trong khi đó, trên người Kim Thục Anh có hơn 10 vết đâm, cho thấy cô đã cố gắng chống cự trước khi chết. Cảnh sát ngoài nhận thấy vết thương ở bụng Lý Bách Sơn giống như do tự đâm, thì quần áo không bị rách có thể là do anh ta tự vén áo lên rồi đâm. Đây là hành động tự nhiên của người tự làm hại bản thân. Nếu là Kim Thục Anh đâm, trong tình huống xô sát, cô sẽ không vén áo đối phương lên rồi mới đâm. Điều đáng nghi ngờ hơn là phần lớn dấu vân tay trên chuôi dao đều là của Lý Bách Sơn. Ngoài ra, qua lời kể của hàng xóm, cảnh sát biết rằng Lý Bách Sơn thường xuyên la hét đánh đập và đuổi vợ con ra khỏi nhà. Không chỉ vậy, anh ta còn đe dọa những ai ra tay giúp đỡ Kim Thục Anh. Cảnh sát và Sở Phúc Lợi Xã hội cũng từng nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu từ Kim Thục Anh, nói rằng chồng cô muốn giết ba mẹ con bằng dao. Đến lúc này, cảnh sát và Sở Phúc Lợi Xã hội mới nhận ra lời kể của Kim Thục Anh là sự thật. Kế hoạch đổ tội cho Kim Thục Anh của Lý Bách Sơn không diễn ra như hắn dự tính. Lý Bách Sơn, trong cơn hoảng loạn và bế tắc, đã tự đâm mình với hy vọng rằng sẽ có cách thoát khỏi tội ác và đổ hết trách nhiệm lên đầu Kim Thục Anh. Tuy nhiên, vết thương hắn gây ra quá nặng, khiến mọi nỗ lực che giấu hay giải quyết vụ việc trở nên vô nghĩa. Một năm sau, tháng 4 năm 2005, vụ án Kim Thục Anh được đưa ra ánh sáng. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, rất đông người dân đến xem cái kết của cái ác. Lý Bách Sơn đứng trước vành móng ngựa, gương mặt hốc hác, Anh ta cất cao giọng yếu ớt thừa nhận mọi chuyện đều do mình làm và cảm thấy hối hận vì những việc kia. Mặc dù Lý Bách Sơn cầu xin sự tha thứ, nhưng mẹ Kim Thục Anh, bà Kim La đã hơn 60 tuổi khóc bù lu bù loa tại tòa. Con gái bà từng gọi về và kể về việc bị chồng hành hạ, nhưng bà ta chỉ nghĩ tới lợi ích và yêu cầu cô nhẫn nhịn. Cái kết của Kim Thục Anh như hôm nay, bà ta cũng có một phần tội lỗi. Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai phạm nhân, tòa án chính thức kết luận rằng Kim Thục Anh và hai con gái của cô đều bị giết hại dã man trong một vụ án mạng đau lòng. Nhận ra đây là vụ án nghiêm trọng cần chấm dứt tại đây và đưa ra lời cảnh cáo với người dân cả nước. Lý Bách Sơn bị tuyên phạt mức án tử hình vì tội giết người. Lý Bách Sơn không thể chấp nhận sự thật này. Anh ta gào thét xin được giảm nhẹ án, nhưng lời cầu xin đó không được xem xét lại. Vì quá tuyệt vọng và sợ hãi, 2 tuần sau, trong thời gian chờ thi hành án, Lý Bách Sơn đã dùng bút bi đâm vào cổ mình như một lối thoát cuối cùng khỏi những tội lỗi mà anh ta gây ra. Cái chết của anh ta không chỉ là sự kết thúc của một cuộc đời tội ác, mà còn là sự kết thúc của một gia đình, một thảm kịch mà không ai có thể ngờ đến khi mọi sự bắt đầu. 10 năm sau vụ án bi thảm ở Thiên Thủy Vi, nỗi đau của cộng đồng vẫn chưa thể phai nhòa. Vụ án đã trở thành một vết thương sâu trong tâm trí của người dân, nhắc nhở họ về một thảm kịch kinh hoàng cướp đi 3 sinh mạng vô tội. Kim Thục Anh và hai con gái của cô không chỉ là nạn nhân trong một vụ án mạng, mà còn là biểu tượng của nỗi bất hạnh và sự tàn nhẫn mà số phận đã giáng xuống họ. Để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tiếc thương đối với những người đã khuất, Sở Phúc Lợi Xã hội đã đứng ra tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại Thiên Hoành Thôn, nơi gia đình Kim Thục Anh từng sinh sống. Buổi lễ được tổ chức ngay tại Thiên Thủy Vi, nơi đã diễn ra vụ án kinh hoàng, như một cách để nhìn nhận lại quá khứ và nhắc nhở mọi người về giá trị của sự sống. Trong không gian trầm lặng và đầy xúc động, mọi người cùng nhau thắp nến, đặt hoa và dành phút mặc niệm cho Kim Thục Anh cùng hai con gái xấu số. Những giọt nước mắt đã rơi, không chỉ vì nỗi tiếc thương cho 3 sinh mạng bị mất, mà còn vì sự đau xót cho một cộng đồng vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau chung này. Bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội nhức nhối, phản ánh sự đau lòng và tàn bạo trong mối quan hệ thân thiết nhất của con người. Trong vô số những vụ bạo hành gia đình, chúng ta không chỉ chứng kiến sự tổn thương về thể xác và tinh thần, mà còn thấy rõ mặt tối tăm nhất trong bản chất con người. Bản năng bạo lực, sự thống trị và áp bức được giải phóng một cách không khoan nhượng, biến những ngôi nhà, nơi vốn dĩ phải là chỗ dựa an toàn, thành nơi diễn ra những tội ác đầy đau đớn. Nhiều chuyên gia xã hội học cho rằng bạo hành gia đình bắt nguồn từ những bất bình đẳng xã hội sâu sắc, nơi người yếu thế, thường là phụ nữ và trẻ em, bị đặt vào vị trí dễ bị tổn thương. Sự thiếu thốn các hệ thống hỗ trợ xã hội, như pháp luật và các tổ chức bảo vệ, đã khiến vấn đề này trở nên trầm trọng hơn trong nhiều thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng sợ là ngay cả khi xã hội tiến bộ và cải thiện, các vụ bạo hành gia đình vẫn liên tục xảy ra, như một lời nhắc nhở rằng bạo lực không thuộc về một thời đại cụ thể. Đây là một vấn nạn đầy bi kịch, dai dẳng, ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội và tồn tại qua nhiều thế hệ. Bất kể ở đâu và khi nào, những câu chuyện về bạo hành gia đình vẫn luôn là một tiếng kêu cứu về sự bất lực, nỗi đau và tuyệt vọng của những nạn nhân. Vấn đề này đòi hỏi không chỉ sự can thiệp từ pháp luật, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng và xây dựng một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ để đảm bảo rằng không ai phải sống trong sự sợ hãi ngay trong chính gia đình mình. Dĩ nhiên, bất kỳ thời đại nào cũng có những câu chuyện ấm áp và cảm động. Về bản chất, bạo hành gia đình có lẽ không phải vấn đề của thời đại, mà là vấn đề của con người. Giống như đạo diễn Hứa An Hoa khi quay bộ phim Thiên Thủy Vi Dạ Nang dựa trên vụ án này, ông cũng đã thực hiện một bộ phim khác mang tên Thiên Thủy Vi Nhật Dữ Dạ. Nếu như Thiên Thủy Vi Dạ Nang kể về mặt bi kịch của thành phố này, thì Thiên Thủy Vi Nhật Dữ Dạ lại kể về những câu chuyện ấm áp. Cùng một thành phố, cùng một thời đại, nhưng lại có những câu chuyện đời khác nhau. Giống như trong bản chất của con người, thiện và ác cùng tồn tại. Chúng ta nên cố gắng hướng nội tâm mình về phía thiện lành và chống lại những phần xấu xa trong con người mình. Hy vọng rằng sự tồn tại của bạn và tôi có thể mang lại một chút ấm áp cho gia đình mình hoặc cho xã hội này. Cuối cùng, xin nhắc lại một lần nữa rằng, hãy học cách bảo vệ bản thân. Đôi khi việc rời bỏ đúng lúc có thể là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, video kỳ này đến đây là kết thúc. Các bạn có thể để lại ý kiến về vụ án trong phần bình luận. Tôi là Tử Đam Nguyên, hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau.